chưa thấy đứa nào như tụi mày ạ. Mày ăn nhậu ra đấy, mày uống say uống sưa, mày để bà già hầu hạ chúng mày. Chúng mày không có mắt à? Lời mẹ ru con đến những khu vườn, ru con chưa nắng ia, trong mộng cười ngoan, ru đồng con thơm. Lời mẹ ru con nghe xa nỗi niềm, ru con nghiêng nghiêng lặng, con ngủ giấc hồng cho mẹ ngồi chờ. Em nói thế, đừng có bao giờ nói thế trước mặt anh. Mình về ăn bát cơm cho mẹ vui. Bởi vì niềm vui của mẹ là mình ăn và mình thấy ngon mình khen. Ôi bà Linh ơi, ôi trời ơi. Thôi. Nào mấy cái đứa kia. Ôi trời ơi. Nhìn mẹ như thế này mà không đỡ mẹ dậy hả con? Mẹ qua đó. Mẹ đỡ rồi. Mày đi ra mày mua cái lấy cái lọ dầu hay cái gì trên bàn. Ôi trời ơi, làng nước ơi, thôi xong rồi, xương cốt bà Linh mày... ơi, ôi trời ơi, khổ quá. Cô nói thật là cô cũng chưa từng thấy rồi, trần đời có những đứa nào như... Mày đi, chúng mày đi, chúng mày đi vào đi, chúng mày đi vào đi. Bà Yên để tôi bảo nó. Mẹ con đứa con vô rồi. Tao chưa thấy đứa nào như tụi mày ạ. Mày ăn nhậu ra đấy, mày uống say uống sưa, mày để bà già hầu hạ chúng mày. Chúng mày không có mắt à? Thì ngày nào cũng... Mày không có mắt à? Mày im mồm, mày nghe tao nói. Trời ơi, mày đi ra xem kiếm cái lọ dầu về đây, giờ đỡ con xoa cho mẹ đi. Nhà con bái buồn lắm đấy, thôi mày đừng nói, nó nói ít thôi, đi về nhanh. Ra đi, ra mua lọ dầu nhanh đây. Ơ mà hay ghê ha. Ê, chắc không ổn bà Linh ơi. Tôi hôm nay tôi ngưỡng mộ bà ấy. Tôi cảm thấy cái tuổi thanh xuân. Trời ơi, sao bao nhiêu lâu nay bà nhịn, hôm nay tự nhiên bà bùng lên dữ vậy. Nhưng tôi đau vác, tôi tỉnh người á. Tôi đâu có cái thứ con cái gì mà đến gần này tuổi tôi vẫn phải đi mua quà ăn vặt với lại bia chứ. Bà cảm ơn hai con gà hôm nay với hai vậy bia, hai thùng bia, nó làm bà đổi tính đấy. Tôi tỉnh được người bà ra. Tỉnh ngộ. Mà từ khi tôi có con, tôi hy sinh hết cho chúng nó. Đâm ra con bé nhà tôi nó bị phát phì. Rồi tôi lo, tôi chiều chuộng nó đòi cưới thằng lùn về, tôi cũng cưới thằng lùn về cho nó. Rồi bây giờ nhìn vợ chồng nó như thế suốt ngày, về nó cứ ăn bám mình cũng được. Linh ơi, mà Miêu nè, tôi biết xưa nay bà là người nói rất là nhiều và nói dài và nói hết phần người khác á, nhưng bà nói xong chưa để tôi đáp lời bà? Thì đấy, nói đi, bây giờ làm sao? Cái sai lầm của chúng ta ấy là mình không có biết thương yêu bản thân mình. Tại sao mình lại cứ phải phụ thuộc vào người khác? Mình phải lo cho bản thân mình. Mình phải tập luyện, mình khỏe mạnh, mình đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nâng cao trí thức của mình lên, kiến thức lên, rồi có một đám bạn bè, lũ bạn già với nhau. Cần gì chúng nó vui với mình thì mình vui này, còn chúng nó không vui thì cũng là nghe. Thôi nói tại sao phải khổ thế? Bây giờ bọn mình đã dựng vợ gả chồng cho chúng nó xong xuôi hết rồi. Thế còn mình như nào mình cũng phải vui chứ nhỉ? Chúng đây là mình cứ hai con già quá bụa ngồi đây với nhau đúng không? Bà Miêu, bà Linh. Trời ơi, sao hai bà ngồi ở đây vậy? Hả? Ông kìa. Sao? Ông kìa, kì này ông sao rồi? Trời ơi, tôi trời là gia đình vui vẻ. Ơi, xương cốt đặt tay sao rồi? Xương cốt vẫn khỏe là bởi vì sao? Bởi vì mỗi ngày vẫn đi tập thể dục. Tôi mới bên ngoài tôi nghe lấp ló, tôi nghe bà Linh nói cái gì tôi thấy đồng ý liền lập tức. Có đồng ý không? Đồng ý. Ông nhắc lại tôi cái nè. Tôi nói là tại sao mình không biết thương yêu bản thân mình, đúng không? Đúng rồi. Đó, mình phải chăm cái sóc cho mình đó. Ngay đó. Hay vậy? Đó. Đúng rồi. Nè bây ông giờ. Ông nói đúng như nè. Nghe. Cái tuổi của tụi mình nó có rất là nhiều cái chỗ để tụi mình có thể mình đến mình giao lưu, mình chơi, mình học hỏi. Ban đêm ra nhà chẳng quá tập khiêu vũ. Ban ngày tham gia những câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Đó, rảnh rảnh cho con mình nó tự hào về mình. Đúng. Chả hơn. Rảnh rảnh mình đi mình học thêm những cái chuyện khác và không có o bế chúng nó nữa, chúng nó hư mất nét. Đúng vậy. Với lại nếu mà mình thương chúng nó thì mình cũng phải vui cho chúng nó yên tâm chứ, bây giờ dạ, đi làm đúng sao rồi. Nhà lúc nào cũng canh cánh lo mẹ già. Bây giờ hình ảnh mà mẹ già mà điều hưu sau xó bếp là không có nhá. Mẹ già hát karaoke lôi cái đàn máy ra đây, xem như là chúng nó mua máy về. Máy ra cho bà Linh bà hát cái cho. Hát một đoạn thôi, tôi tiếp lời bà liền. Bà đi. Thích hát bài gì? Lời mẹ ru con đến những khu vườn, ru con chưa nắng ia, trong mộng cười ngoan, ru
mắt nghiêng nghiêng nằm, con ngủ giấc hồng cho mẹ ngồi chờ. Hay không, tuổi già mình vui biết bao nhiêu đúng không? Ông ơi, già nhưng mà vẫn luyện thanh, luyện hơi, luyện hát mỗi ngày, làm cho con mình nó vui. Đây, mình vui là con nó sướng nè, à. Nè nè, bà luyện thanh còn bà Miu là bà luyện nhảy mỗi ngày. Bà Miu làm một bài khiêu vũ cho mọi người coi liền. Rồi nhảy một mình mà được. Được hết. Bà nhảy với ông Nghĩa à? Ông này là chỉ tập dưỡng sinh thôi chứ không tôi có biết nhảy. Tôi nhảy với bà. Trời ơi, hay quá, cho nhạc. Đứng giữa đi. Sôi động. Quẩy nào. Ê. Cảm ơn hai bà bạn già của tôi. Không, tuổi già nếu chúng ta biết thì chúng ta vẫn sẽ vui như thường. Vui tươi, phấn khởi, hồ hởi, tự nếu hào. Có con cái bên cạnh nó càng vui hơn nữa. Nhưng mà nếu lỡ như gì lý do con bà không về được do bận công việc, mình cũng vui. Thì chúng ta ổn cả, mà chúng ta ổn là chúng nó vui được rồi. Đúng vậy, vậy thì bây giờ ba người bạn già chúng ta tới thẳng vũ trường quẩy đêm nay. Mình thì từ nhỏ cũng được dạy rằng là một đứa con có hiếu thì đầu tiên mình phải tu thân trước. Thì mình phải làm một cái người bản thân mình làm cho bố mẹ không vướng bận, không lo. Chứ bây giờ nếu mà mình vẫn còn lông bông, cuộc sống của mình chẳng ra sao, rồi mình cũng không có ổn định thì có làm cho cha mẹ có lúc nào cũng canh cánh là con mình nó chưa trưởng thành. Thì đấy cũng là một cái loại gọi là tổn thương cho ông bà. Thì chi bằng là mình tự lo bản thân mình hạnh phúc, mình chăm sóc con mình tốt, ông bà thấy yên lòng. Thứ hai là cũng có những cái sự hiện diện chứ. Tại vì người già nói vậy thôi mà, tủi thân. Tất nhiên là bận rộn cũng không thể suốt ngày ở gần mẹ hay gần bố được. Nhưng mà với lại là cái câu chuyện nói với bố với mẹ nó cũng không phải chuyện gì cũng nói được. Và các bậc phụ huynh thì nhiều khi cũng hay áp đặt là phải thế này, phải thế kia, thì rõ ràng là có khoảng cách thế hệ cũng khó. Nhưng mà mình, một cái mà mình nghĩ rằng là phải tập đấy, tập để hiểu bố mẹ. Khi mà mình hiểu thì mình sẽ thương, mình sẽ hiểu là à, bố mẹ mà có ứng xử như vậy hay có như này hay như kia là bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Và mình cũng không thể lấy đó làm khó chịu hay là phiền lòng mỗi lần mình ở gần bố mẹ nữa. Thì đấy cũng là một cái rèn luyện để yeah. để cho mình cũng có thể gần gũi được ông bà nhiều hơn. Yeah. Rồi là thế, còn một cái thứ ba của cái việc hiếu thảo thì mình nghĩ rằng là những cái gì mà bố mẹ thích thì mình vun vào, còn những cái gì mà bố mẹ không thích lắm thì thôi mình cũng tránh, mình không làm cho bố mẹ phải phiền lòng. Yeah. Thế thôi, chứ còn chữ hiếu thì nó cũng mênh mông lắm chị ha. Khó yeah. đấy, không phải đơn giản. Yeah. Đúng là mình rất đồng ý với chị Miêu ở cái việc là ở thế hệ mình có thể trở thành ông bố bà mẹ tự thân vận động, tự khỏe mạnh, tươi vui để cho con cái không những là tin yêu mà có thể còn tự hào càng đúng, tốt. Đúng. Nhưng mà bố mẹ của mình thì nó ở thế hệ trên lại khác. Họ có lẽ giáo là được một cách khác, họ đã lớn lên một cách khác. Vâng. Thì nhiều khi mình cứ thấy anh Quân nhà mình ấy có đi đâu hay như nào cũng phải cố vòng về nhà để ăn cơm, là bởi vì mẹ nấu. Thì về sau mình đầu tiên mình bảo thôi mẹ vất vả thế, cứ anh cứ về là mẹ lại phải làm mệt, thôi thôi đừng phiền mẹ. Nhưng mà anh lại bảo là em nói thế đừng bao giờ nói thế trước mặt anh, mình về ăn bát cơm nhà mẹ vui, bởi vì niềm vui của mẹ là mình ăn và mình thấy ngon mình khen mẹ thích. Thế thì nhiều khi đàn ông người ta sâu sắc hơn mình, người ta lại nhìn thấy những thứ mà mình không thấy. Mình thì sợ bà vất vả, nhưng mà anh lại nhìn ra là có khi là bà vất vả nhưng bà lại vui. Thì cũng giống như chị vừa nói đó, mình rất thích cái câu là có hiểu thì mới có thương, hiểu càng sâu thì thương càng rộng. Dạ, với lại em nghĩ rằng mỗi cái hoàn cảnh gia đình á, mỗi sự khác nhau, và cái người con nếu như mà biết nghĩ đến cha mẹ của mình thì sẽ có những cái cách
nó uyển chuyển, nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, cái điều kiện của mình để mình thể hiện cái chữ hiếu. Mình ở cạnh nhà mình có vườn dưỡng lão mà các cụ vui lắm. Dạ. Sáng nào cũng có nhạc, xong các cụ tập thể dục này, dạ, rồi đúng. Các cháu nó chăm sóc các cụ, nó bóp vai rồi nó dạ. trò chuyện, nó cũng có nhiều cái năng lượng trẻ của các cháu ấy làm cho các cụ rất là vui. Chứ như ở nhà nhiều khi con cái bận rộn ấy cũng lại giao lại cho người giúp việc, cũng dạ. có thời gian đâu. Vấn đề là người Việt Nam mình quen tam tứ đại đồng đường, cho nên khi mà khái niệm về việc dưỡng lão mới đến Việt Nam thì chúng ta đều nghĩ ôi như vậy tàn nhẫn quá. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta bắt đầu xã hội thay đổi nhiều, con cái từ 18 tuổi đã ý thức được sự độc lập, thì chính ngay cả phụ huynh bố mẹ cần một môi trường để họ sống độc lập trong tuổi già hạnh phúc của họ.